Xuân sau câu chuyện hai vợ chung một chồng nhưng cả ba vẫn sống hạnh phúc vui vẻ bên đàn con. Câu chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp có lẽ chỉ có trong những bộ phim phong kiến thời xưa với xã hội và nhiều quan niệm cũ. Còn ở thời hiện đại, hôn nhân một vợ một chồng là điều hiển nhiên ai cũng hiểu và cũng đã được pháp luật quy định rõ ràng. Ông bà ta thì cũng có câu chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Quá chuẩn luôn. Tuy nhiên mới đây nhất, một người đàn ông đã khiến ai nấy ngỡ ngàng vì có tận hai vợ nhưng không ai bị lạnh lùng mà đều được đắp chăn bông theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cụ thể, cộng đồng mạng hiện đang truy tìm info về gia đình nọ có hai người vợ, một ông chồng mà lại sống hạnh phúc vui vẻ cùng ba con nhỏ. Theo đó, những hình ảnh này được chính một trong hai người phụ nữ đăng tải, khoe sự hạnh phúc của gia đình với việc hai người vợ luôn ở hai bên kề cận người chồng. Trong những cuộc đi chơi, còn xuất hiện ba em bé. Điều đáng chú ý là họ rất hạnh phúc, viên mãn và hòa thuận với nhau. Câu chuyện trên hiện đang thu hút rất nhiều ý kiến của mọi người. Các anh dài thì chỉ biết ước, còn một số chị em thì hỏi rằng, vậy chúng tôi có lấy hai chồng được không nhỉ? Một số người ủng hộ cho rằng công khai như vậy thì rõ ràng hơn là lén lút, miễn người trong cuộc thấy ổn. Còn nhiều người thì phản đối, cảm thấy việc sống chung như vậy không tôn trọng đạo đức và pháp luật, thêm nữa ảnh hưởng đến tâm lý và suy nghĩ của các con nhỏ. Thà ở một mình chứ nhất định không chung trạ. Đúng, hợp lý. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là sự thật mà chỉ là họ chụp ảnh dàn dựng để câu like, câu view mà thôi. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Comment chia sẻ với 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.